đây là quá trình hoạt động từng bước của máy ảo Java được tải vào RAM. Bước 1, mã để cộng hai số là sys từng out three lần một 12 và được lưu dưới dạng tệp Java. Bước 2, sử dụng trình biên dịch Java, mã được chuyển đổi thành mã trung gian được gọi là bytecode, đầu ra là một class file, bước 3. Mã này không được hiểu bởi bất kỳ nền tảng nào, mà chỉ một nền tảng ảo được gọi là Java Virtual Machine. Bước 4, máy ảo này nằm trong RAM của hệ điều hành của bạn. Trong thực tế, khi làm việc trên PC hoặc duyệt web, bất cứ khi nào bạn thấy một trong những biểu tượng này, hãy yên tâm rằng máy ảo Java được tải vào ram của bạn, nhưng điều làm cho Java có lợi thế lớn là mã Java khi được biên dịch có thể chạy không chỉ trên tất cả các nền tảng PC mà còn cả điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử khác có hỗ trợ Java. Học viện đang có chương trình giảm 50% học phí tất cả các khóa học trong tháng này, đăng ký ngay để nhận ưu đãi.